Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái chiếc clip nhỏ về guitar. Cái EQ không đục thùng QH6A. Cái loại này thì phải nói thế nào nhỉ? Phải nói là nó thuộc cái dạng giống như một cái mic vậy đó mọi người. Thì khi mà nó thu vô đây rồi xong nó phát ra, chúng ta nghe qua phone được luôn nhé. Chúng ta nghe qua phone được, tập luôn, không cần phải điện nóng gì hết. Cũng hay nhỉ. Rồi, bây giờ mình thử với anh em nghe thử nha. Cái này nó sẽ có cái jack 3.5. Chúng ta sẽ truyền tín hiệu sang một cái dây dài như vậy, 2m, 3m gì đấy. Chúng ta có thể mua cái kiểu dây này, chúng ta gắm vô đây. Đó, ở trên này nó sẽ có là gain và volume. Nó gọi đây là turn. Thì cái nút này là nút volume, còn nút này là tơ, tức là chúng ta là game. Và bây giờ mình sẽ bạn nào volume hết cỡ nha. Rồi game hết cỡ rồi coi nha. Rồi bắt đầu chúng ta nghe thử nha. Đó ok ha. Nếu mà bạn nhỏ thì như này đó, tắt luôn bạn volume hết cỡ nghe thử nha. Đó nghe hai em mọi người ha. Bạn tơn thử nghe đấy. Chúng ta bạn về bên này nó sẽ game nhiều hơn này. Đó đó, nó có độ xì nhiều hơn đấy. Gain tức là cái điểm để cho nó sáng hơn đó, các bạn. Rồi chúng ta có thể gắn vào đây hoặc là chúng ta gắn vào bụng mình. Rồi giờ mình để dưới chân đánh thử, anh em nghe thử nha. Cái đó, cái chơi nhạc thì chúng ta chơi vậy, gắn cái EQ này như thế nào. Đó, chúng ta đưa nó vô xong chúng ta kẹp vào bên dưới này đây. Đó, nghe kêu xào xào. Rồi ok, chúng ta thấy nó hợp lý. Hợp lý vị trí là chúng ta có thể chơi được. Kéo dây xuống đây à, để nó không có bị chạm nữa mọi người. Chúng ta kéo nó về trước này. Đó. Được, cũng được chứ. Đây, cái chắc đại loa mình hay. Đấy, mọi người nhớ là cảm cho nó chặt nha, để cho nó khỏi rung nha. Guitar sắt, còn guitar gỗ thì như thế nào chúng ta coi thử nó có thu không nha.
ở đây á, chúng ta gắn xuống như vậy đấy, sẽ tứ tự như thế này. Bây giờ mình thử cái tờ gỗ nha, coi nó có keo được không nha mọi người. Đấy, chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta đẩy lên đó, đẩy lên rồi. Rồi được chưa anh em? Rồi chúng ta đẩy sang rồi chúng ta sẽ giữ nó. Chúng ta sẽ tổ tay. Rồi chúng ta cầm, chúng ta đẩy lại. Đó, đẩy lại bên này ha. Để cho nó có cái ngàm này nó dính vô đây này. Bây giờ chúng ta thử coi thử là nó có đạp được cái không nhỉ? Đánh thử coi nha. Ơ được rồi mọi người. Nó vẫn kêu này. Ơ nó kêu mọi người. Nó vẫn đánh được cả lát xích nha mọi người. Ồ. Đây mọi người nghe thử nha. Nhưng mà nghe buồn cười lắm. Này mình về lấy lát xích mọi người nghe thử nha. Ôi nào. Nó lại về chế độ lát xích nha mọi người. Ồ, được luôn nè mọi người ạ. Được luôn. Nhưng mà nó phải bật gain to vào. Chúng ta phải bớt gain ở bên đó. Nhưng mà theo mình á thì nó đánh dây sắt sẽ hay hơn. Dây lát xích nghe mắc cười lắm. Nhưng là cái bản thân của mô binh này là nó là thu từ mà. Thu từ có nghĩa là nó sẽ thu từ tính, nó thu từ một cái guitar sắt là giống như là dây guitar điện á. Thì ở đây mình sẽ rút ra nha. Ở đây chúng ta sẽ có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 lỗ thì đánh tương đương với 6 dây trên cái đàn. Trên cái guitar điện anh em vẫn thấy những cái mô bin kiểu này đó. Khi người ta đánh thì người ta cắm, người ta còn gọi là pickup gì đó hả? Đấy, nhiều người gọi là cái pickup. Nhưng mà mình thấy là tính xác là hình như nó kêu là mô bin EQ gì đấy đó, kiểu ấy, mic không đột thùng. Đấy, mọi người tham khảo. Thì nếu mà có thể chơi cái này để cho chúng ta không cần phải đục cái thùng. Nhiều khi cái đàn chúng ta rất là quý và chúng ta không muốn đục cái thùng ra thì chúng ta có thể sử dụng con này. Đấy, mua có hơn 200 ngàn thôi là mọi người có thể sử dụng được rồi. Đấy, nó ship về tận nhà mình hơn 200 ngàn của Trung Quốc. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chúc mọi người sức khỏe và nhớ like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhiều hơn. Chào và hẹn gặp lại video khác.